Xin chào tất cả mọi người. Trong video hôm nay mình sẽ nói về phong tục Nengajo của người Nhật, là phong tục gửi thiệp chúc mừng năm mới đó. Thì nếu như mà ở Việt Nam mình á, có phong tục là đi chúc Tết ông bà họ hàng, thầy cô giáo hoặc là đối tác, hoặc là gửi tin nhắn SNS để chúc mừng, thì ở Nhật người ta có một cái truyền thống gọi là gửi Nengajo để chúc mừng bằng thiệp. Vì lý do là ở xa không gặp được, hay là nói chung là do người Nhật người ta ít khi tới chơi nhà người khác đó, cho nên là họ đều gửi những Nengajo cuối năm ha. Thì những cái lưu ý khi mà gửi Nengajo á, là khi nào mình gửi, thì mà để chắc chắn Nengajo của bạn được gửi tới nhà của người ta vào ngày 1 tháng 1, thì bạn nên đưa ra bưu điện gửi từ ngày 15 tháng 12 đến hết ngày 25 tháng 12. Thì sau những ngày đó thì Nengajo sẽ được gửi sau ngày 1 nhé. Cho nên là các bạn lưu ý. Rồi Nengajo thì nên viết tay hay là nên in? Nếu như mà bạn gửi cho người thân, bạn bè, thầy cô giáo thì nên viết tay. Còn nếu như mà gửi đối tác với số lượng nhiều á, không thể nào viết tay được thì bắt buộc phải in. Rồi Nengajo có thể mua ở đâu? Mua ở bưu điện, cửa hàng tiện ích hoặc trên mạng, ví dụ như là Kuten này nọ ha. Rồi nếu mua trên mạng thì có thể đặt in luôn nội dung và địa chỉ cần gửi đến. Rồi khi nào không nên gửi Nengajo là đối với những nhà mà có chuyện buồn á, có tang á, thì mình không nên gửi ha. Rồi cách viết lời chúc mừng Nengajo thì phần đầu á, là từ chúc mừng năm mới. Nếu như trong tiếng Việt hoặc tiếng Anh á, thì chỉ có chúc mừng năm mới hoặc Happy New Year. Thì trong tiếng Nhật á, tùy vào đối tượng mà mình sẽ nói chúc mừng năm mới bằng những từ ngữ khác nhau. Thì trong web link á, mình có để là viết cho người lớn tuổi, cấp trên, thầy cô giáo, hoặc là viết cho người ít tuổi, rồi cấp dưới, rồi viết cho người thân, rồi viết cho mọi đối tượng. Thì trong đấy mình có để thì các bạn vào tham khảo nhé. Kanji nó cũng rất là khó, cho nên khi mà đọc ra thì nhiều bạn không hình dung được là cái chữ đó là chữ gì nữa. Thậm chí mình lúc đầu mình cũng không hình dung được cái chữ đó là nghĩa là gì nữa ha. Nó cũng hơi khó. Rồi tiếp theo là lời chúc á. Lời chúc mừng trong Nengajo, nếu như mà viết theo cách truyền thống của Nhật á, thì viết theo chiều dọc từ trên xuống và bắt đầu từ góc bên phải. Lời chúc đơn giản nhất là trong web mình có để Mina Samano Gokenko o Oinori Itashimasu. Trong đó mình có để. Rồi những từ mà tránh không nên sử dụng trong lời nhắn á, là những từ có nghĩa buồn, chia ly. Ví dụ như là từ Kyonen là mình không nên sử dụng ha. Vì trong đó có cái chữ Kanji có nghĩa là buồn, chia ly á, cho nên là mình thay vào đó là Sakunen hoặc là Kyonen cũng được nhé. Rồi trên đây là những lưu ý về phong tục Nengajo của người Nhật. Thì mình chỉ nói sơ ra đó thôi, nhưng mà các bạn sống ở Nhật lâu thì các bạn chắc cũng đã biết rõ rồi. Thì nếu như mà bạn nào muốn tham khảo thì cứ click vào link trong trang web ha. Mình xin cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video này. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.